Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khoa học công nghệ được xác định là một trong ba giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo chiều sâu. Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn có đường kính 660 mm, dài 370 km, dẫn khí ở trạng thái hai pha, công suất 7 tỷ mét khối một năm, được xem là một trong những công trình lớn bậc nhất thế giới thế kỷ 20, đòi hỏi những giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm tính ổn định, an toàn cao trong vận hành. Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn cũng như công trình thu gom và đưa vào bờ toàn bộ khí đồng hành từ bể Cửu Long được vận hành an toàn suốt 20 năm qua, đánh dấu sự trưởng thành của hoạt động khoa học công nghệ dầu khí Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp khí, hóa dầu và điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân từ những năm cuối thế kỷ 20 đến nay. Ngành dầu khí là một ngành khoa học kỹ thuật rất là đặc thù, hội nhập quốc tế rất là sớm và sâu rộng, và cũng như là một ngành mà có một cái vị trí vai trò quan trọng hàng đầu của đất nước. Công cán bộ công nhân viên của dầu khí thì hiện nay có khoảng gần 60.000, và cái đội ngũ người lao động dầu khí là có một cái trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ về chuyên môn nghiệp vụ rất cao, trên 50% là có trình độ đại học, và cả người công nhân kỹ thuật thì có cái trình độ tay nghề rất là cao. Thì đấy là một cái nguồn mà lực rất là vốn rất là quý của tập đoàn trong việc mà xây dựng và phát triển tập đoàn, cũng như là trong cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cũng như là các cái giải pháp mà áp dụng trong các đơn vị trong ngành. Nhiều công trình nhận giải thưởng khoa học và công nghệ dầu khí, nhiều sáng kiến, sáng chế đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê, trong những năm vừa qua, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã có 1.482 sáng kiến cấp đơn vị trực thuộc, làm lợi hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ và 3.626 tỷ đồng. Ở cấp tập đoàn có 30 sáng kiến làm lợi 23,95 triệu đô la Mỹ và 2.532 tỷ đồng. Toàn bộ các sáng kiến cấp cơ sở đã được áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh, mang lại số tiền làm lợi hơn 2.082 tỷ đồng trong năm đầu tiên áp dụng. Đó là những kỳ tích về khoa học công nghệ, đánh dấu sự trưởng thành, phát huy nội lực và hiệu quả của sự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh của tập thể những người lao động dầu khí. Đánh giá được cái tầm quan trọng của công việc vận hành bảo dưỡng các thiết bị chính ở trên tàu, thì Đảng ủy Ban giám đốc công ty đưa ra cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, và đó là chung là phong trào Kaizen của công ty. Định kỳ hàng quý thì hội đồng sẽ xét duyệt toàn bộ những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các đơn vị sản xuất chuyển về, đặc biệt từ các đơn vị sản xuất như là các tàu FPSO Ruby 2, FPSO PT Sông Lam Sơn, Biển Đông và xưởng cơ khí bảo dưỡng chuyển về. Trong đấy thì hội đồng Kaizen sẽ tiến hành đánh giá, xét duyệt và phê duyệt những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định ngành công nghiệp dầu khí, trước hiện trạng tài nguyên dầu và khí, trước sức ép tăng trưởng hiệu quả đầu tư, cạnh tranh hội nhập, trước sự biến động của kinh tế dầu khí, khoa học công nghệ dầu khí cũng cần sự đổi mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như tăng hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên dầu khí, đổi mới công nghệ xử lý, chế biến dầu khí và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thỏa mãn đòi hỏi của thị trường về chất lượng, giá cả, giá trị sử dụng, xử lý, vận chuyển và phân phối khí, sử dụng hiệu quả nguồn khí thiên nhiên như nguồn năng lượng chiến lược trong nhiều thập niên tới. Đổi mới công nghệ và chất lượng dịch vụ kỹ thuật, công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế, cải tiến, chế tạo các sản phẩm chuyên dụng trong ngành công nghiệp dầu khí, có khả năng tự lực trong cung ứng phần lớn thiết bị và phụ tùng thay thế tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu chuyển dịch và phát triển nguồn năng lượng sạch theo hướng tận dụng năng lực của ngành và tài nguyên dầu khí hiện có, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Thì đối với các nghiên cứu của viện dầu khí thì như ở đây các anh chị cũng thấy ha, thì là gạch không nung được sử dụng, được sản xuất, trong đó có sử dụng tới 15% thành phần là xúc tác thải của nhà máy lọc dầu, mà cụ thể là xúc tác thải từ cái phân xưởng FCC. Thì phân xưởng này mỗi ngày có thể thải ra 10 tới 15 tấn xúc tác. Thì thông thường thì các xúc tác thải này thì sẽ được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Thì việc mà đưa vào làm thành phần sản xuất gạch không nung á, thì giải quyết được rất là nhiều cái yếu tố liên quan tới môi trường. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí cho quá trình xử lý chôn lấp, và cũng như là chi phí của tài nguyên đất sẽ bị mất đi do chúng ta phải mất diện tích để chôn lấp.
Song hành trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khoa học công nghệ đã từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình. Năm 2021, tập đoàn bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021-2025 với những chương trình khoa học công nghệ trọng điểm mang tính đột phá. Đây sẽ là cơ sở nền tảng để phát triển sản phẩm, dịch vụ chủ lực mang thương hiệu Dầu khí Việt Nam, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.